chào anh em, đây là cái chân chạy của cậu chồng em. Thì ở đây bọn em đang dùng một động cơ bãi. Bãi ở đây thì có thể hàng Nhật bãi, hàng của Đức bãi hoặc là Đài Loan bãi, Đài Loan xịn đấy ạ. Thì là giá thành sẽ giảm đi, hoặc là mình có thể sử dụng các loại cơ mới thì có Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Thì đây là động cơ của em bãi. Đấy, trên chân này có cái chân là cứng là nó rãnh, thấy không? Đấy, thì để có thể hàn chân là cứng là nó cao lên, chắc hơn. Đấy, đây là cái chốt chặn, đây là taro ốc, bạn đây. Đấy, nhiều viên họ làm người ta nó hàn cái chỗ này. Đấy, sau này tháo ra là mài nó rất vất vả. Đây bây giờ cần tháo ốc mình ra, đóng cái chốt ra để thay được cái bánh xe này. Xong mình có thể thay đi cho bánh xe này. Đấy, ngoài ra bên em cái đầu nắp này bên em bắt ốc. Đấy, bắt ốc thì sau này mình có thay bi cho bánh xe chẳng hạn, chỉ cần tháo cái nắp này ra, đấy lăn cái xe ra ngoài, đấy thì thay nó rất là dễ dàng. Đấy, còn phía đằng sau này có là cái lỗ để xỏ tay, nếu mình cần bắt ốc ở trong chẳng hạn thì mình sẽ xỏ vào trong mình giữ. Đấy, thì đầu này cũng vậy, đầu này bên em có làm cái mặt bích để cho mình tháo lắp bánh xe. Đấy, thì bên em có loại châm chạy theo nhiều kích cỡ, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, chân theo cổng thứ A hoặc chạy trên, tùy theo khẩu độ khác nhau mà chiều dài chân khác nhau. Đây là chân chạy của bên em.